Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị tín nghiệm công ty Thiết bị Đăng Kiên. Nên phép được hướng dẫn sử dụng cho các bạn là máy đo độ cứng Mufam này của hãng Amitari, model này là AS120MF các bạn. Shock MF, Anitor Tester ha. AS120MF. Thì phía bên trong nó sẽ bao gồm cái vali như vậy nè. Đây là cái dòng kiểm tra Mufam bằng điện tử ha. Đây có thể kiểm tra các cái loại cứng của Muf trong các cái nhà máy xí nghiệp ha. Rồi, đây bên trong sản phẩm sẽ bao gồm một cái sách hướng dẫn sử dụng với một cái dây đeo cũng như là pin. Pin các bạn mua sẽ được gắn sẵn ha. Đó rồi. Đó. Đây là cái AS120MF các bạn. Kiểm tra cái độ cứng Mufam tester ở các cái giá trị nhỏ ha, có đèn nền và có cái bộ nhớ bên trong để chúng ta có thể đo được. Màn hình hiển thị thì LCD. Đây là cái cơ chế hoạt động cũng như là các cái số liệu hiển thị được, thì nó có thang đo là từ 0 đến 100 Hz ha, tiêu chuẩn quốc tế này. Màn hình hiển thị là 4 chữ số và 10 mm cho cái độ rộng của cái màn hình LCD, cũng như là độ phân giải là 0.1 Hz ha. Cái khoảng đo trên cái mặt đĩa phi là 80 mm và cái hành trình đo là 2.54 mm các bạn. Cái đường kính này, cái đường kính là 80 mm khoảng này, và hành trình đo nó từ đây đến đây là 2.54 mm. Đó. Hành trình đo này lên cái bề mặt phẳng. Rồi mình sẽ lấy một cái xốp các bạn. Đây, một cái Mufam dạng mềm ha. Cái này nó không đánh giá nhiều đâu, mình chỉ test các bạn xem đại khái thôi. Và nếu mà Mufam bọt biển thì nó sẽ nằm ở cái những cái cứng hơn đó. Nó dễ đo hơn là những cái lớp này giống như là lớp bã nè, nó làm lót sản phẩm thôi. Rồi. Đây là cái khu vực màn hình hiển thị này, LCD này, độ rộng là 10 mm này, là có cái phím số đây, phím đỏ là bấm phím nguồn, và các bạn thấy cái màn hình hiển thị đây, đây là cái giá trị HMF được hiển thị, cũng như là các cái phím trung bình khi ta đo nhiều lần, N vô cực và ABE là trung bình, nó tính lại các cái giá trị đo của cái lần cuối, ví dụ ta đo 4 lần và nhấn lần nữa thì nó sẽ trả giá trị trung bình đây, hoặc là cái giá trị cao nhất giới hạn đo như là calip ở đây. Calip thì các bạn phải có cái đế cao su chuẩn để chúng ta có thể sử dụng, hoặc là kéo về không zero. Và đây là cái mặt bề mặt chúng ta đo này. Thông thường các bờ biển khi chúng ta cắt ra nó có một cái bề mặt nhất định, còn những cái này nó để trong máy thì nó sẽ bị gồ ghề như vậy, nó đo nó cũng chưa chính xác lắm ha. Và phương pháp đo cũng đơn giản, chúng ta có một cái trọng lực nhỏ cho cái MF này, nó sẽ rơi xuống và nó sẽ đẩy lên, hoặc là chúng ta có thể làm cố định cái mặt phẳng bằng cách chúng ta nhấn tay à. Nếu khi ta nhấn như vậy thì nó sẽ không có cái độ trung bình nữa. Chúng ta phải kiểm tra từng điểm này. Đó, ví dụ như là 63.2, 57.1, hoặc là 80 tùy cái góc tiếp xúc các bạn. Khi càng ngoài nó cái độ trễ, cái độ rơi của cái lực của cái máy nó sẽ cao hơn. Đó, chúng ta trung bình là nó sẽ do cái kết quả ra đó. Đây, bên này thì chúng ta có thể kết nối các cái âm thanh. Sau này là hệ thống gắn pin rồi đây các bạn. Đây, pin và khu vực đo này, như là các cái men máy sẽ nằm bên trong này. Đó, dây đeo thì chúng ta sẽ móc vào đây. Và mình được phân phối bởi Khang Kiên các bạn. Còn là truy cập máy đo thí nghiệm cho con dùm em.